Chào mừng các em đã quay trở lại với bộ môn khoa học tự nhiên 6. Ở chương học trước, chúng ta đã tìm hiểu về các đặc điểm từ tế bào đến cơ thể. Và từ những cơ thể nhỏ bé này đã tạo nên một thế giới sống vô cùng đa dạng. Vậy để tìm hiểu sự đa dạng đó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở chủ đề tiếp theo. Chủ đề 8, sự đa dạng thế giới sống. Để nghiên cứu sự đa dạng của thế giới sinh vật, người ta đã phải tiến hành phân loại chúng. Việc phân loại thế giới sống cũng như cách chúng ta sắp xếp các loại sách vào giá sách. Vậy chúng ta nên dựa vào tiêu chí nào để phân loại sinh vật vào các nhóm phân loại? Để có câu trả lời chính xác, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Bài 22, phân loại thế giới sống. Trong bài học ngày hôm nay, các em cần đạt được những mục tiêu sau đây. 1. Nêu được sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống. 2. Nhận biết được 5 giới sinh vật và lấy được ví dụ minh họa cho mỗi giới. 3. Phân biệt được các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự, loài, chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới. 4. Nhận biết được cách gọi tên sinh vật và cách xây dựng khóa lưỡng phân. 5. Lấy được ví dụ chứng minh thế giới sống đa dạng về số lượng và sự đa dạng về môi trường sống. 6. Thực hành xây dựng được khóa lưỡng phân để phân loại sinh vật. 7. Giải thích được sự đa dạng của sinh vật trong tự nhiên và phân loại được một số sinh vật xung quanh các em. Và bây giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu phần đầu tiên. 1. Sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống. Và để tìm ra sự cần thiết việc phân loại thế giới sống, thì các em hãy cùng với cô quan sát một số sinh vật sau đây. Trên đây là một số sinh vật trong thế giới sống. Các em hãy quan sát và cho cô viết tên những sinh vật này nhé. Ở hình sinh vật đầu tiên, đó chính là vọc, trong tiếng Việt có nghĩa là con khỉ. Loài vọc này có nhiều tên gọi theo từng địa phương khác nhau như là vọc ngũ sắc, khỉ chú lính, giáo hoàng. Loài vọc trong hình chính là vọc loại trà vá chân nâu, thân hình của chúng thon nhỏ, lông nhiều màu, trán màu đen, lông mặt dày tạo thành đĩa mặt. Loài này thường ăn hoa quả, lá cây rừng, ngô, khoai, sắn, rau xanh. Và chúng thường sống ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai. Và nơi cư trú của trà vá chân nâu đang bị suy giảm do sự chặt phá rừng. Đây cũng là loài sinh vật quý hiếm ở Việt Nam. Còn đây là nhện. Cơ thể của chúng có hai phần, phần đầu ngực và phần bụng. Và chúng có 8 chân, một đôi kìm có tuyến độc. Miệng thì không có hàm nhai, không có cánh. Tất cả các loài nhện này đều có khả năng làm màng nhện, là một thứ sợi mỏng rất bền, được tạo nên từ chất đạm tiết ra từ phần sau cùng của bụng. Loài sinh vật thứ ba là rùa. Đây là loài sinh vật sinh trưởng chậm, thường có tập tính đẻ trứng vùi trong cát. Ở môi trường tự nhiên, rùa chủ yếu ăn các loài động vật phù du, côn trùng, tôm tép, cua cá. Đặc biệt, rùa có khả năng chịu đói, không có hành vi tấn công kẻ thù. Khi gặp nguy hiểm, chúng sẽ chỉ trốn vào trong hang hoặc là lặn xuống nước. Loại sinh vật thứ tư là bướm. Loại bướm ngày là loại côn trùng nhỏ, biết bay, hoạt động vào ban ngày. Có những loại hoạt động vào ban đêm thường gọi là bướm đêm, với số lượng của bướm đêm sẽ gấp 10 lần so với bướm ngày. Loại bướm ngày thì có nhiều loại, có loại màu sắc thì đơn giản, có loại thì màu sắc sặc sỡ. Chúng thường sống ở gần những bụi cây nhiều hoa để hút phấn và mật hoa, góp phần trong việc thụ phấn cho cây. Loài sinh vật thứ 5 là bọ cánh cam. Bọ cánh cam hay còn gọi là bọ rùa, đây là loài côn trùng hiền lành, sở hữu với vẻ ngoài bắt mắt, nên được nhiều người yêu quý. Bọ cánh cam là loài sinh vật có cánh chân khớp. Ở trên thế giới hiện nay có khoảng 5.000 loại bọ rùa. Chúng sở hữu 6 chiếc chân nhỏ, ngắn, mỗi chân thì có 4 đốt. Cánh của chúng rất cứng cáp, ôm trọn lấy phần thân và thường có đốm đen bên trên. Đôi khi thì chúng có một số loài cánh trơn. Vào mùa đông, những con bọ cánh cam thường sẽ trú ẩn trong những góc kín đáo, khuất gió để ngủ đông. Và đến mùa xuân khi thời tiết ấm áp, chúng sẽ thức dậy. Và đây chính là lúc những loài sinh vật nhỏ như là con dẹp sẽ sinh sản để phá hoại cây trồng. Thì nó cũng chính là nguồn thức ăn dồi dào cho bọ cánh cam. Thức ăn của bọ cánh cam ngoài là dẹp ra thì còn có một số loài động vật nhỏ khác. Loài sinh vật số 6 chính là cá. Đây là loài động vật có dây sống, phần lớn là ngoại nhiệt, đó chính là thuộc động vật máu lạnh. Có mang, một số có phổi, sống ở dưới nước.
Hiện nay thì người ta đã biết đến khoảng 31.900 loài cá. Điều này làm cho chúng trở thành nhóm đa dạng nhất trong số các loài động vật có dây sống. Và điều đặc biệt, sự biến nhiệt của cơ thể sẽ cho phép chúng thay đổi nhiệt độ theo môi trường. Mặc dù một số loài cá lớn có hoạt động bơi lội tích cực như là cá mập trắng lớn và cá ngừ thì có thể duy trì một nhiệt độ cơ thể cao hơn. Và thức ăn của cá bao gồm các loài cây cỏ và các sinh vật khác. Sinh vật số 7 chính là vi khuẩn, được gọi là vi trùng, một số loài thuộc ký sinh trùng. Vi khuẩn là nhóm sinh vật đơn bào có kích thước nhỏ, kích thước hiển vi và thường cấu trúc tế bào đơn giản, không có nhân. Và vi khuẩn là nhóm đại diện đông đảo nhất trong sinh giới. Chúng hiện diện khắp mọi nơi trong đất, nước, chất thải, trong không khí và ở dạng cộng sinh, ký sinh với các sinh vật khác. Đa số vi khuẩn sẽ gây ra nhiều tác nhân gây bệnh cho các sinh vật. Sinh vật số 8 là cò. Đặc điểm nổi bật của loài cò chính là bộ lông màu trắng muốt, cặp chân nhỏ nhưng mà lại rất cao, với chiếc mỏ dài, nhọn, giúp cho chúng thích nghi dễ hơn với môi trường đầm lầy và tìm kiếm thức ăn. Cò có rất nhiều loại, nhưng hầu hết thì màu lông của chúng là màu trắng muốt, trông rất đẹp. Tuy nhiên thì ở một số loài thì bộ lông lại có màu sắc khác nhau đặc trưng như là cò trắng đen. Chúng thường sinh sống tập trung thành bầy đàn lớn. Vào mùa mưa cũng chính là mùa sinh sản, thường bắt gặp những đàn cò ở những cánh đồng hoặc vùng ao hồ đầm lầy. Loại sinh vật tiếp theo chính là trùng đế dày. Loại trùng đế dày này chính là sinh vật đơn bào có kích thước hiển vi, hình dạng cơ thể giống đế dày. Chúng thường sống ở những nơi có váng cống rãnh hoặc những váng nước đục. Mỗi khi đời sống gặp khó khăn hay khô hạn, thiếu thức ăn, thì trùng đế dày có khả năng tiết nước thừa, thu nhỏ cơ thể để tiết ra lớp bọc, người ta gọi là hóa bào xác. Thức ăn của trùng dày gồm có vi khuẩn và vụn hữu cơ. Chính vì thế, chúng đóng vai trò là một mắt xích trong chuỗi thức ăn của tự nhiên và làm sạch môi trường nước. Sinh vật số 10 chính là cây thông. Đây là loại cây thân gỗ sống lâu năm, chủ yếu là cây thường xanh, có chứa nhựa thơm, cơ quan sinh sản là nón và hạt, chưa có hoa quả. Và các lá của chúng thuộc loại lá hình kim, mọc thành cụm trên đầu cành ngắn. Cơ quan sinh sản là nón, chia thành hai loại, nón đực và nón cái. Nón đực nhỏ mọc thành cụm, nón cái có kích thước lớn hơn, mọc riêng lẻ. Cây thông ở Việt Nam được phân bố đều Bắc Bộ và Tây Nguyên. Sinh vật số 11 chính là cây dương sỉ. Thuộc dạng cây thân thảo, chúng có thể sống rất lâu dưới điều kiện độ ẩm thấp. Giống cây này thì thường mọc ở khắp mọi nơi, đặc biệt là trong các khu rừng hoặc là ngọn núi. Và cách nhân giống của chúng thường nhờ vào bào tử lan truyền trong nước hoặc theo gió. Bào tử bay đến nơi nào, cây sẽ mọc lên ở vị trí đó. Sinh vật tiếp theo chính là cây súng, hay còn gọi là cây hoa súng. Cây mọc trong đầm, ao, sống hàng năm, có lá hình tròn tỏa rộng, lá nổi trên mặt nước và có màu xanh, mặt dưới của lá thì có màu tím. Hoa nở vào mùa hạ, chúng có rất nhiều màu khác nhau, có thể có hoa màu trắng hoặc hoa màu tím, hoa màu xanh. Quả súng có hình cầu, chất xốp màu tím hồng. Ở mặt phía ngoài thì có gai, hạt chắc, hình cầu, vỏ màu đen, còn thịt thì màu trắng. Từ đây em có nhận xét gì về thế giới sống? Thế giới sống rất đa dạng và phức tạp về số lượng loài sinh vật, đa dạng về đặc điểm và môi trường sống của chúng. Chính vì vậy, việc phân loại thế giới sống giúp cho chúng ta gọi đúng tên sinh vật, đưa sinh vật vào đúng nhóm phân loại và nhận ra sự đa dạng của sinh giới. Vậy theo em, thế giới sống có thể được phân loại theo những tiêu chí nào? Có thể dựa vào một số tiêu chí sau đây để phân loại sinh vật. Thứ nhất, dựa vào đặc điểm tế bào, chúng ta sẽ chia ra thành tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. Thứ hai, chúng ta sẽ dựa vào tiêu chí mức độ tổ chức cơ thể đơn bào hoặc cơ thể đa bào. Thứ ba, dựa vào môi trường sống như là môi trường dưới nước, môi trường trên cạn. Thứ tư, chúng ta có thể dựa vào kiểu dinh dưỡng như là dinh dưỡng tự dưỡng hoặc là dinh dưỡng dị dưỡng. Vậy bây giờ chúng ta dựa trên cơ sở này để phân loại 12 sinh vật trên vào các tiêu chí sau. Thứ nhất, nếu chúng ta phân loại theo đặc điểm tế bào, các sinh vật thuộc tế bào nhân sơ sẽ gồm có vi khuẩn. Còn tất cả những sinh vật còn lại sẽ thuộc tế bào nhân thực, là những sinh vật như là cây dương sỉ, cây thông, cây hoa súng, nhện, rùa, cá. Còn theo môi trường,
môi trường dưới nước sẽ gồm có các sinh vật, cá, rùa, hoa súng, trùng đế dày. Còn ở môi trường trên cạn như là con vọc, nhện, bọ cánh cam, cây dương sỉ, cây thông. Còn nếu chúng ta dựa theo mức độ tổ chức cơ thể đơn bào sẽ gồm có trùng đế dày và vi khuẩn, còn lại sẽ là cơ thể đa bào. Kiểu cuối cùng là kiểu dinh dưỡng, gồm có sinh vật tự dưỡng và sinh vật dị dưỡng. Đến đây sẽ có nhiều bạn thắc mắc tự dưỡng và dị dưỡng là như thế nào, đúng không nào? Tự dưỡng chính là quá trình cơ thể sinh vật tự tổng hợp ra chất hữu cơ hay vô cơ cần thiết cho cơ thể, ví dụ như chất carbon hydrate ở thực vật và một số nhóm sinh vật tự dưỡng như cây hoa súng, cây thông, cây dương sỉ. Chúng đều có khả năng tạo ra chất hữu cơ nhờ quá trình quang hợp. Còn dị dưỡng chính là nhóm sinh vật không tổng hợp ra chất hữu cơ mà sống nhờ vào những sinh vật khác, ví dụ như nhện, rùa, vi khuẩn, trùng dày, cò, con vọc. Tất cả chúng phải đều sử dụng nguồn thức ăn từ các sinh vật khác. Từ đây chúng ta rút ra được kết luận, phân loại thế giới sống là cách sắp xếp sinh vật vào một hệ thống theo trật tự nhất định dựa vào các đặc điểm cơ thể. Và nhiệm vụ của phân loại thế giới sống là phát hiện, mô tả, đặt tên và sắp xếp các sinh vật vào hệ thống phân loại. Và hệ thống phân loại được chia ra thành các bậc phân loại sinh vật. Thế thì vậy, có những bậc phân loại nào chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở phần tiếp theo. 2. Các bậc phân loại sinh vật. Để tìm hiểu về các bậc phân loại thì các em hãy cùng quan sát. Ở sinh vật được chia thành 7 bậc phân loại được sắp xếp từ thấp đến cao như sau. Đầu tiên là loài. Loài là bậc phân loại cơ bản, gồm một nhóm cá thể sinh vật. Chúng có những đặc điểm sinh học tương đối giống nhau và có khả năng giao phối để tạo ra thế hệ mới. Cô lấy ví dụ, tập hợp các cá thể chim sẻ, chúng có đặc điểm sinh học chính là hình dạng cấu tạo về cơ thể giống nhau và chúng có khả năng giao phối để duy trì giống nòi. Chúng ta gọi đây là loài chim sẻ. Tiếp đến là chi, giống, là tập hợp tất cả các loài có đặc điểm giống nhau. Tương tự như vậy, trên chi là họ, trên họ là bộ và trên bộ là lớp, rồi tới ngành, cuối cùng cao nhất chính là giới. Và ở đây các em thấy rằng bậc phân loại càng nhỏ thì sự khác nhau giữa các sinh vật cùng bậc sẽ càng ít. Hay các em có thể hiểu là bậc phân loại càng thấp thì đặc điểm giống nhau sẽ càng nhiều và ngược lại. Như vậy trong bậc phân loại thì bậc cao nhất chính là giới, còn bậc thấp nhất là loài. Để các em hiểu rõ hơn thì sau đây cô sẽ lấy một ví dụ như loài gấu đen châu Mỹ này. Chúng thuộc giống gấu, họ gấu. Họ gấu thuộc bộ ăn thịt, trong bộ ăn thịt thuộc lớp động vật có vú, và động vật có vú thuộc ngành dây sống, nằm trong giới động vật. Vậy từ cách phân loại gấu đen châu Mỹ này, em hãy cho biết các bậc phân loại của loài gấu trắng trong hình. Tương tự như loài gấu đen châu Mỹ thì loài gấu trắng trong hình thuộc giống gấu, họ gấu, bộ ăn thịt, lớp thú và ngành xương sống, giới động vật. Như vậy chúng ta đã vừa tìm hiểu xong các bậc phân loại và sau đây chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo tìm hiểu cách gọi tên loài. Trên đây là một vài hình ảnh của các sinh vật như cây lúa và cá lóc đen. Đây là tên gọi phổ thông. Ngoài ra thì còn có cả tên gọi khoa học, tên chi, tên loài, tác giả. Bên cạnh đó, có một số các sinh vật còn có tên gọi địa phương như cá lóc thì ở một số địa phương còn gọi là cá trầu, cá quả, cá chuối. Em hãy cho biết là sinh vật có những cách gọi tên nào? Sinh vật thì có 3 cách gọi tên. Cách gọi thứ nhất đó là tên phổ thông, đây là cách gọi phổ biến của loài trong danh mục tra cứu. Cách thứ hai là tên khoa học. Tên khoa học sẽ bằng với tên giống cộng với tên loài, tên tác giả, năm công bố nếu có. Loại tên thứ ba đó chính là cách gọi đặt tên địa phương, là cách gọi truyền thống của người dân bản địa theo vùng miền quốc gia. Các em cần chú ý một điều, tên khoa học của loài thường dùng tiếng Latin và được viết in nghiêng. Từ đầu tiên là tên chi giống, chúng ta phải viết hoa. Từ thứ hai là tên loài viết thường, mô tả tính chất của loài như công dụng, hình dạng, màu sắc, xuất xứ. Còn tên tác giả và năm tìm thấy của loài đó thì chúng ta sẽ đặt ở sau cùng. Cô lấy ví dụ như sao la, đây là tên loài động vật được đặt theo tỉnh Nghệ Tĩnh trước đây, nay là tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Sao La được tìm thấy đầu tiên vào năm 1992 tại vườn quốc A Sao La, Gia Vũ Quang, Hà Tĩnh. Sao La được xếp hạng ở mức rất nguy hiểm, có nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao, trong danh lục đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới và Sách đỏ Việt Nam. Dựa vào cách gọi tên trên thì em hãy nêu cách gọi tên khoa học của một số loài sau đây. Tên phổ thông: con người, chi bồ câu, cây ngọc lan trắng, cây ngô. Và ở đây người ta đã cho chúng ta biết tên chi, tên loài. Và để chúng ta viết được tên khoa học của các sinh vật này, đầu tiên các em sẽ viết in hoa tên giống chi, sau đó viết thường tên loài, sẽ ra tên khoa học của các sinh vật. Qua bài học này các em cần nhớ cho cô, loài là bậc phân loại cơ bản, gồm một nhóm cá thể sinh vật có những đặc điểm sinh học tương đối giống nhau và chúng có khả năng giao phối để sinh ra thế hệ mới. Trong phân loại, người ta chia thành các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự: loài, đến chi, giống, đến họ, đến bộ, đến lớp, đến ngành và đến giới. Bậc phân loại càng nhỏ thì sự khác nhau giữa các sinh vật ở cùng bậc càng ít. Cách gọi tên sinh vật sẽ có 3 cách. Cách đầu tiên đó là tên phổ thông. Đây là cách gọi phổ biến của các loài trong danh lục tra cứu. Cách thứ hai, tên khoa học, là cách gọi một loài sinh vật theo tên chi giống và tên loài. Và cuối cùng là tên địa phương, đây là cách gọi truyền thống của người dân bản địa theo vùng miền, quốc gia. Và có 7 bậc phân loại, trong đó bậc phân loại cao nhất chính là giới sinh vật. Vậy có những giới sinh vật nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần tiếp theo. 3. Các giới sinh vật. Trước hết, chúng ta phải hiểu thế nào là giới sinh vật. Ở tiết học trước chúng ta đã học, giới chính là bậc phân loại cao nhất bao gồm các nhóm sinh vật có chung những đặc điểm nhất định. Vậy theo em, sinh vật được chia thành mấy giới? Theo Whittaker 1969, sinh vật được chia thành 5 giới, gồm có giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới nấm, giới thực vật và giới động vật. Vậy để có thể phân biệt 5 giới sinh vật, chúng ta sẽ dựa vào những tiêu chí nào? À, để có thể phân biệt được 5 giới sinh vật trên, chúng ta sẽ phải dựa vào các tiêu chí. Tiêu chí dựa vào đặc điểm cấu tạo tế bào, mức độ tổ chức cơ thể, môi trường sống, khả năng di chuyển, kiểu dinh dưỡng. Cô lấy ví dụ, ở giới khởi sinh gồm có những sinh vật có cấu tạo là tế bào nhân sơ, chúng sống tự dưỡng hoặc dị dưỡng, môi trường sống đa dạng, đại diện như vi khuẩn E. coli. Tiếp theo, ở giới nguyên sinh thì gồm có những sinh vật có cấu tạo là tế bào nhân thực, phần lớn là cơ thể đơn bào, chúng sống tự dưỡng hoặc dị dưỡng, sống trong môi trường nước hoặc trên cơ thể sinh vật, đại diện như trùng roi, tảo lục, trùng đế dày. 3. Giới nấm gồm có những sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào, sống dị dưỡng, đại diện là nấm mốc, nấm men. Tiếp theo là giới thực vật gồm có những sinh vật có cấu tạo là tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp, môi trường sống đa dạng, không có khả năng di chuyển, đại diện như rêu tường, dương xỉ, thông đất, cây lúa nước. Cuối cùng là giới động vật, gồm có những sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, sống dị dưỡng, có khả năng di chuyển, môi trường sống đa dạng, đại diện như san hô, tôm sông, châu chấu, giun đất, cá hồi, ếch đồng, thạch sùng, gà lôi, khỉ vàng. Trước đây có nhiều quan điểm khác nhau về hệ thống phân chia thế giới sống, cũng như là quan điểm chia thành 2 giới, quan điểm chia thành 3 giới, hoặc là quan điểm chia thành 5 giới và 6 giới. Nhưng ngày nay khoa học phát triển thì các nhà phân loại có xu hướng ủng hộ quan điểm 5 giới sinh vật của Whittaker 1969, bao gồm có giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới nấm, giới thực vật và giới động vật. Đối với quan điểm 6 giới của Gua 1977 bổ sung thêm giới vi khuẩn cổ. Dựa vào những kiến thức trên thì em hãy xác định môi trường sống của các đại diện sinh vật thuộc 5 giới bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau. Ở đây chúng ta có 5 giới: giới khởi sinh, nguyên sinh, nấm, thực vật và động vật. Và lúc này thì chúng ta sẽ phải tìm kiếm các đại diện cho 5 giới. Sau đó các em sẽ chọn một trong 3 môi trường sống mà người ta đã cho sẵn, là môi trường nước, cạn và trong cơ thể sinh vật. Cô lấy ví dụ như đại diện của giới khởi sinh chính là vi khuẩn E. coli,
thì môi trường sống của chúng gồm cả 3 môi trường: ở nước, ở cạn và trong cơ thể sinh vật. Đối với giới nguyên sinh thì đại diện là trùng roi, chúng sống ở dưới nước, không sống trong môi trường cạn và sinh vật. Còn với giới nấm, đại diện là nấm rơm, chúng sống ở môi trường trên cạn. Thực vật đại diện là cây rau muống, sống ở môi trường nước, môi trường cạn. Đối với giới động vật thì đại diện ở đây cô sẽ lấy là cá chép, thì chúng sống ở môi trường nước. Tương tự như thế thì các em có thể tìm những đại diện thích hợp mà các em biết để hoàn thiện bảng của mình. 4. Khóa lưỡng phân. Cụm từ này rất là lạ đúng chưa nào? Thế thì vậy trước hết chúng ta phải tìm hiểu khóa lưỡng phân là gì? Khóa lưỡng phân chính là cách phân loại sinh vật dựa trên một đôi đặc điểm đối lập để phân chúng ra thành hai nhóm. Và để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách xây dựng khóa lưỡng phân. Sau đây chúng ta sẽ cùng quan sát một số sinh vật: con thỏ, cây hoa sen, chim bồ câu và con cá rô phi. Để phân biệt được những sinh vật trên thì chúng ta sẽ sử dụng những đặc điểm nào? Để phân biệt được những sinh vật này thì chúng ta sẽ dựa vào các đặc điểm. Thứ nhất là con thỏ có khả năng di chuyển, chúng có chân, không biết bay. Hình thức dinh dưỡng là dị dưỡng, có lông mao và sống ở trên cạn. Cây hoa sen không có khả năng di chuyển, hình thức dinh dưỡng là tự dưỡng, sống dưới nước. Cá rô phi có khả năng di chuyển, chính là bơi, không có chân, dị dưỡng, sống dưới nước. Chim bồ câu có khả năng di chuyển, có chân và biết bay. Hình thức dinh dưỡng là dị dưỡng, chúng sống trên cạn. Thế thì vậy, theo em, các tiêu chí được sử dụng để phân biệt các sinh vật trong hình là những tiêu chí nào? Những tiêu chí được sử dụng để phân biệt các sinh vật trên đó chính là tiêu chí khả năng di chuyển, khả năng bay, có chân hoặc không có chân, và lớp lông bên ngoài, hay là kiểu dinh dưỡng, môi trường sống. Nhưng trong tất cả các tiêu chí trên thì khả năng di chuyển có sự đặc trưng nhất để dễ phân biệt giữa các sinh vật. Và để xây dựng khóa lưỡng phân cho các sinh vật trên thì chúng ta sẽ chọn đặc điểm đặc trưng nhất, chính là khả năng di chuyển. Khả năng di chuyển được chia thành hai nhóm: một nhóm có khả năng di chuyển và một nhóm không có khả năng di chuyển. Và nhóm không có khả năng di chuyển đại diện chính là cây hoa sen. Còn đối với nhóm có khả năng di chuyển thì sinh vật có chân lại chia thành hai nhóm: nhóm có chân và nhóm không chân. Đối với nhóm không có chân đại diện chính là cá rô phi. Còn đối với nhóm có chân chúng ta lại chia nhỏ tiếp dựa vào đặc điểm biết bay, và chúng ta lại chia thành hai nhóm nhỏ khác, đó là nhóm biết bay và nhóm không biết bay. Đối với nhóm không biết bay đại diện điển hình chính là sinh vật con thỏ, và còn lại là nhóm biết bay là chim bồ câu. Và đây cũng chính là sơ đồ khóa lưỡng phân. Vậy em hãy dựa vào sơ đồ này và hãy cho cô biết cách xây dựng khóa lưỡng phân. Để xây dựng khóa lưỡng phân, trước hết chúng ta phải xác định đặc điểm đặc trưng của mỗi sinh vật. Bước 2, dựa vào đặc điểm đặc trưng nhất để phân chia sinh vật thành hai nhóm. Bước 3, tiếp tục phân chia các nhóm trên thành hai nhóm nhỏ hơn cho đến khi mỗi nhóm chỉ còn một sinh vật. Bước 4, xây dựng khóa lưỡng phân hoàn chỉnh. Từ đây chúng ta rút ra kết luận, cách xây dựng khóa lưỡng phân, xác định đặc điểm đặc trưng đối lập của mỗi sinh vật, dựa vào đó để chúng ta phân chia thành hai nhóm cho đến khi mỗi nhóm chỉ còn lại một sinh vật. Chính vì vậy, việc xác định vị trí phân loại hoặc xác định tên khoa học của một hoặc một nhóm cá thể chính là định loại. Còn những người chuyên làm công việc định loại mẫu vật được gọi là nhà phân loại học. Và ngoài cách xây dựng khóa lưỡng phân giống như trên thì chúng ta còn cách xây dựng khóa lưỡng phân cho những sinh vật theo kiểu bảng giống hoặc hàng kép như sơ đồ sau. Đầu tiên, 1A, sinh vật không có khả năng di chuyển là sinh vật cây hoa sen. 1B, sinh vật có khả năng di chuyển, chúng ta ký hiệu là nhóm 2. Ở nhóm 2 ta lại chia sinh vật có khả năng di chuyển thành hai nhóm, là nhóm 2A, sinh vật không có chân như cá rô phi. Nhóm 2B, sinh vật có chân, chúng ta ký hiệu là nhóm 3. Trong nhóm 3 lại chia thành hai nhóm nhỏ, nhóm 3A, sinh vật không biết bay là con thỏ, nhóm 3B, sinh vật biết bay là chim bồ câu. Dựa vào những kiến thức trên, em hãy liên hệ về việc sắp xếp các loại sách vào giá sách với việc sắp xếp các sinh vật của thế giới tự nhiên vào các nhóm phân loại thì có ý nghĩa gì? Việc sắp xếp như vậy
sẽ có ý nghĩa là giúp cho chúng ta tập hợp các cá thể thành các nhóm từ thấp đến cao. Và các cấp phân loại càng cao thì những đặc tính khái quát càng nhiều và giúp cho việc nghiên cứu có trật tự và hiệu quả hơn. Như vậy thì chúng ta đã vừa tìm hiểu xong bài học ngày hôm nay. Để củng cố nội dung bài học, các em hãy cùng làm một số bài tập sau đây. Bài 1. Thế giới sinh vật được chia vào các cấp bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự. A. Loài chi họ bộ lớp ngành giới. B. Loài họ chi bộ lớp ngành giới. C. Giới ngành bộ lớp họ chi loài. D. Giới họ lớp ngành bộ chi loài. Và đáp án cuối cùng của chúng ta chính là đáp án A. Loài chi họ bộ lớp ngành giới. Câu 2. Khi người ta cho tên khoa học của loài người và yêu cầu chúng ta là xác định tên giống, loài, tác giả và năm tìm ra loài đó. Để có câu trả lời thì các em hãy nhớ lại tên khoa học sẽ gồm có tên giống, rồi tới tên loài, tên tác giả và năm công bố. Như vậy thì các em dễ dàng xác định được tên giống, tên loài, tên tác giả, năm công bố rồi đúng chưa nào? Câu 3. Quan sát hình ảnh dưới đây gọi tên sinh vật và cho biết các sinh vật đó thuộc giới nào trong năm giới sinh vật mà chúng ta đã học. Cô lấy ví dụ như hình đầu tiên chính là vi khuẩn thuộc giới khởi sinh. Còn lại các em hãy viết đáp án của mình vào phần bình luận của bài nhé. Như vậy, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông báo của những bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.